Chào các bạn, bây giờ là 10 giờ 30 phút sáng thứ ba ngày 25 tháng 1 năm 2022. Chúng đang đứng tại tư gia của nhà mình. Các bạn non thấy bầu trời đầy mây nhưng nhiệt độ bây giờ tầm cỡ khoảng độ 18 đến 19 độ. Trời không rét các bạn nhé. 18, 19 đến 20 độ trời không rét. Và như Trung Hồng đã hứa với các bạn hôm qua là hôm nay Trung Hồng sẽ review cho các bạn cận cảnh những chậu hoa hồng mà các bạn, rất nhiều bạn vẫn đang nói với Trung Hồng rằng những chậu hoa hồng này sẽ không nở chung kết, thậm chí chơi vào rằm tháng riêng âm lịch. Và không để các bạn đợi lâu, chậu đầu tiên Trung Hồng muốn chia sẻ với các bạn là một chậu hoa đào cổ. Hiện nay mầm lộc nó như ở thể trạng hiện tại. Và thưa các bạn, hôm nay mới là ngày 23 tháng chạp âm, nghĩa là chúng ta còn cách 6 ngày nữa sẽ đến ngày 29 lấy làm 30 Tết. Với một nền thời tiết như thế này thì và thể trạng cây hoa hồng này thì chúng không muốn nói trước điều gì, nhưng chúng xin ý kiến của các bạn hãy comment dưới bài viết này và bình luận thể trạng những chậu hoa hồng như thế này liệu có đẹp vào chiều 30 Tết và rực rỡ vào những ngày Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022. Thưa các bạn, ở rất nhiều thể trạng và ở rất nhiều bài viết, chúng đã khuyến cáo các bạn cắt cành từ ngày 15 tới ngày 25 tháng 11 âm lịch, tùy từng vùng miền thời tiết. Và những chậu hoa hồng này là mình cắt ngày mùng 10 các bạn nhé. Chúng định cho nó nở vào ngày 25 rực rỡ, nhưng với điều kiện thời tiết như thế này thì gần như chúng đã bị chậm lại. Các bạn nào mà chậm lại, cho nên những chậu hoa hồng này Tết, chiều 30 Tết các bạn ạ, nghĩa là ngày 29 thì Trung Hồng sẽ quay review cho các bạn xem nhé, chiều 29 Tết. Đây là cây hoa hồng cổ Sapa mình trồng chung với một chậu to như thế này các bạn đây. Và có đang mụ, rất nhiều nụ đã bắt đầu hé lụa. Rất nhiều nụ đã hé lụa các bạn nhé. Rất nhiều nụ đã hé lụa cây hồng cổ Sapa này. Và đây là một cây hoa hồng đào. Nom lên này thôi, nhưng nếu miền thời tiết hiện tại các bạn chưa nom thấy một cái nụ nào ở cái chỗ mầm này phải các bạn. Nhưng chỉ một vài ngày nữa chúng sẽ lên tua tủa các bạn nhé. Tiếp theo đến đây là một chậu hồng nhung các bạn ạ. Một chậu hồng nhung cũng trồng kèm với một chậu hoa hồng đào cổ. Các bạn nom mầm lộc như thế này, nhưng bắt đầu thi thoảng đã đóng cái nụ. Và đặc biệt hồng nhung nếu đóng nụ thì chúng sẽ vươn lên rất cao mà rất nhanh ra nụ như thế này các bạn ạ. Nom chúng đóng dâu như thế này là rất nhanh hé lụa các bạn ạ. Và bình thường Trung Hồng cũng trồng để các bạn xem là hai cây hoa hồng xen kẽ nhau để cho màu sắc nó đẹp. Nếu các bạn nào mà so sánh với những chậu hoa hồng của mình ở thời điểm hiện tại thì theo ý kiến của Trung Hồng, những chậu hoa hồng như thế này ở thời điểm hiện tại là xác suất nở chung kết đẹp ở chiều 30 Tết là rất cao các bạn ạ. Rất cao các bạn ạ. Nom thế này thôi, nhưng mỗi một ngày những cái nụ này nó sẽ lớn thêm ra các bạn ạ. Mỗi một ngày nó sẽ lớn thêm ra một chút. Thưa các bạn, như ngày hôm qua Trung Hồng đã chia sẻ với các bạn là hôm nay Trung Hồng sẽ quay review những chậu hoa hồng mà khả dĩ các bạn nói rằng không thể nở đẹp vào những ngày Tết âm lịch. Thì đây các bạn hãy nom cận cảnh những chậu hoa hồng này. Trung Hồng đang quay cận cảnh, bây giờ là 10 giờ 30 phút sáng thứ ba ngày 23 Tết các bạn nhé. Các bạn nom chú ý, nom nó dâu thế này thôi nhưng mà nó phát triển rất nhanh các bạn nom ạ. Các bạn nom thấy chưa ạ? Với một nền thời tiết 20 đến 24 độ như thế này thì chúng sẽ phát triển rất nhanh. Mỗi một đêm chúng ta thức dậy chúng ta sẽ thấy những mầm nụ này to hơn rất nhiều các bạn nhé, to hơn rất nhiều. Mình quay đây là những chậu hoa hồng ở dưới sân của tư gia Chu Hồng các bạn nhé. Đây là hoa hồng cổ Sapa. Còn ở trên tầng, những 20 chậu trên tầng thì tí nữa mình sẽ quay cho các bạn xem. Đây các bạn nom, nụ nó đang ra rất nhiều các bạn nhé, rất nhiều. Và có những cái nụ rất nhỏ nhưng chỉ 1-2 ngày tới, các bạn lưu ý này, chỉ 1-2 ngày tới những cái nụ này cũng sẽ to bằng hạt ngô ngay các bạn nhé.
bằng hạt ngô các bạn ạ. Để các bạn nó mầm lộc ạ. Ừ, các bạn nó mà. Đây các bạn nó mà. Đây là toàn cảnh những chậu hoa tại tư gia của Trung Hồng. Và đây là cái ông Nhung cũng đang vươn mầm lộc rất mạnh mẽ các bạn nhé. Mầm lộc rất mạnh mẽ. Và các bạn, thưa các bạn nhớ là 6 ngày nữa, 6 ngày nữa thì mới đến 29 Tết nhé. Đây là cổng cổ Sapa. Các bạn nói những cái mầm lộc này. Cổ Sapa. Và như Trung Hồng hôm qua chia sẻ với các bạn là 30 chưa phải là Tết. Thì hôm nay Trung Hồng quay trực tuyến cho các bạn xem những chậu hồng tại dưới sân tư gia Trung Hồng. Các bạn nhé, dưới sân tư gia Trung Hồng. Đây là chậu hoa 2 tầng. Mới hôm nọ mình quay cho các bạn xem thể trạng nó khác, nhưng hôm nay đã khác rất nhiều. Đã khác rất nhiều các bạn nhé. Những bông hoa hồng nhung đã đang có dâu rất nhiều các bạn ạ. Phát triển rất nhanh. Và các bạn, nó mầm lộc, lá nó đã lên nụ như thế này các bạn nhé. Rất nhiều nụ, bởi vì chúng ta hiện nay mới chỉ nom thấy những cái nụ nó đang nhí to, còn những cái nụ bé thì 2-3 ngày nữa chúng ta sẽ nom mỗi một ngày. Nó sẽ dày nụ hơn các bạn ạ. Dày nụ hơn. Đây, thưa các bạn, mình đang quay cho các bạn xem đây. Đa số là hồng đào nhé các bạn nhé. Hồng đào cổ các bạn nom ạ. Với một thể trạng như thế này thì các bạn biết đấy. Với một thể trạng như thế này thì Tết, chiều 30 Tết là Trung Hồng nghĩ rằng sẽ có những chậu hoa hồng rất đẹp để khoe với các bạn. Đây, thưa các bạn, và ở trên gác cũng vậy. Những cái chậu hoa hồng cũng đang lên mầm lộc rất đẹp các bạn nhé. Rất đẹp các bạn ạ. Và mình sẽ đưa cái máy ra quay cho các bạn ở những chậu hoa hồng không có nắng các bạn nhé. Không có nắng. Và bây giờ chúng cũng đã ra mầm lộc như thế này. Bởi vì ở cái phía này là dưới sân Trung Hồng bị những cây đào này nó che khuất các bạn này. Cây đào và cây nhãn nó che khuất cho nên không hề có nắng. Nhưng chúng cũng đang vươn dài và không có nắng thì cũng kém hẳn các bạn nhé. Không có nắng. Mình quay cho các bạn xem một cái đời Monaco Pháp đang ra được cái mầm này các bạn này. Đời Monaco Pháp đấy. Và đây là những cái nụ và chỉ trực chờ 30 Tết Nhâm Dần những nụ như thế này chúng sẽ hé lụa các bạn nhé. Đây các bạn nom thể trạng này. Nó không có nắng cho nên nó vươn rất dài ra các bạn ạ. Vì hoa hồng thiếu nắng là một bất lợi cho những bông hoa hồng to và đẹp. Để các bạn nào mà thiếu nắng nhưng được cái là ở không gian chỗ này nó quang đãng các bạn ạ. Thiếu nắng nhưng mà quang đãng thì cây hoa hồng cũng đỡ tổn hại hơn rất nhiều. Là bạn trồng ở một góc khuất kín nắng nhưng mà lại ốm khí thì những chậu hoa hồng này cũng không thể lên được. Còn thể trạng những chậu hoa hồng này thì các bạn đang nom thấy. Và chúng cũng muốn nói thêm nữa, tùy lý do của các bạn bình luận. Và sáng nay Trung Hồng chỉ quay cho các bạn xem những chậu hoa hồng ở tư gia dưới sân của nhà mình. Còn ngày mai mình sẽ quay cho các bạn xem những chậu hoa hồng ở trên tầng. Đặc biệt là 18 chậu trên tầng có những chậu cực kỳ đẹp. Đẹp hơn thế này rất nhiều về thể trạng các bạn nhé. Nhưng hôm nay Trung Hồng mới quay cho các bạn xem những chậu ở dưới sân tư gia Trung Hồng để cho các bạn tham khảo. Không biết những chậu hoa hồng của các bạn có giống những chậu hoa hồng của Trung Hồng hay không, nhưng ở thời điểm hiện tại những chậu của Trung Hoa Hồng thì như thế này. Và Trung Hồng vẫn rất hy vọng rằng những chậu này vào chiều 30 Tết âm lịch, nghĩa là vào ngày 29, 6 ngày nữa mình sẽ quay cho các bạn mục sở thị thế nào là một chậu hoa hồng đẹp để đón Tết các bạn nhé. Chào các bạn, thưa các bạn, Trung Hồng rất cảm ơn các bạn đã dành 10 phút xem hết video này và rất mong muốn rằng các bạn sẽ comment một vài bình luận, cố gắng comment một vài bình luận đánh giá những chậu hoa hồng như thế này, xem những chậu hoa hồng này có nở trúng Tết hay không, hay như một số bạn đã comment dưới bài viết của Trung Hồng là những chậu hoa hồng như thế này chỉ chơi vào rằm tháng giêng năm 2022, tức là năm Nhâm Dần các bạn nhé. Một lần nữa, Trung Hồng xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn vào buổi live stream, vào những bài viết tiếp theo. Đặc biệt là ngày mai, Trung Hồng sẽ quay cho các bạn xem những chậu hoa hồng 100% nở
đẹp trúng vào chiều 29 Tết, tức là 30 Tết năm Nhâm Dần các bạn nhé. Ngày mai mình sẽ quay các bạn. Còn hôm nay mình mới quay cho các bạn những chỗ hoa hồng tại tư gia nhà Trung Hồng mà là ở dưới sân. Một lần nữa xin kính chào và hẹn gặp các bạn vào video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn.